chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Lê Châu Giang, học sinh lớp 2B, trường tiểu học thị trấn Cà Rông Cà Lăng, huyện Đắk Cà Rông, tỉnh Quảng Trị. Sở thích của mình là đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình. Đây là ngôi trường mà mình đã từng được gắn bó 2 năm học rồi các bạn à. Dưới mái trường này, mình được học tập, rèn luyện và được lớn lên trong vòng tay âu yếm của các thầy cô. Mình yêu quý ngôi trường này, mình yêu tất cả, yêu thầy cô, yêu bè bạn và yêu những ghế đá hàng cây. Bây giờ mình muốn dẫn các bạn đến tham quan thư viện của trường mình nhé. Các bạn có biết không, vào giờ ra chơi hay đọc giờ, mình cùng các bạn trong trường thường đến đây. Đây là hoạt động bổ ích và thú vị các bạn à. Có một lần đến thư viện, mình đã bắt gặp cuốn sách Mái ấm gia đình. Tự nhiên chợt nhớ lại, khi vừa lên năm, mình được mẹ dạy cho những câu hát làm mình mãi nhớ ghi. Bộ sách gồm 9 tập. Bộ sách là tập hợp những mẫu chuyện, bài viết trong và ngoài nước về mối quan hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Là những câu chuyện nói về cách đối nhân xử thế giữa những thành viên trong gia đình. Cả câu chuyện được biểu hiện sinh động về phẩm chất đạo đức của con người, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Đây là cuốn sách Mái ấm gia đình tập 1 của tác giả Thì Lan Anh và Nguyễn Thị Nhân, tuyển chọn và biên soạn do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, gồm 204 trang. Bìa sách có màu sắc rất đẹp và bắt mắt. Bên góc phải phía dưới là một hình ảnh gia đình rất hạnh phúc. Trong quyển sách có rất nhiều mẫu chuyện cảm động về tình cảm gia đình. Đặc biệt, trong đó có những dòng cảm ơn của bạn nhỏ đối với mẹ, từ những việc nhỏ nhặt nhất hàng ngày mẹ vẫn dành cho con, đó là: con cảm ơn mẹ, mẹ đã cắt móng tay cho con. Con cảm ơn mẹ, mẹ đã ôm chặt con. Con cảm ơn mẹ, mẹ đã mua chiếc cặp mới tinh cho con. Mình cảm thấy gia đình thật đáng quý và thiêng liêng. Ba mẹ là những người tuyệt vời nhất. Họ luôn quan tâm, yêu thương mình vô điều kiện mà không ai có thể thay thế được. Đáp lại những tình thương mà ba mẹ luôn dành cho con, ngoài giờ học, mình thường giúp mẹ quét nhà, nhặt rau, tưới cây, xếp áo quần. Gia đình mình thường có những bữa cơm vui vẻ cùng nhau, hay những lúc tổ chức sinh nhật, mình cảm thấy hạnh phúc bên ba mẹ và người thân. Mình nghĩ rằng, không những riêng mình mà tất cả mọi người sinh ra và lớn lên đều có một tổ ấm được chung sống giữa sự yêu thương, chăm sóc của ba mẹ, và gia đình sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, thiêng liêng của mọi người mà ai ai cũng phải biết giữ gìn và trân quý. Mình muốn nói rằng, ba mẹ ơi, con sẽ cố gắng là người con ngoan, hiếu thảo, học giỏi, xứng đáng với lòng tin yêu, chăm sóc của ba mẹ. Con biết ơn và yêu ba mẹ nhiều lắm. Để biết rõ hơn về tình cảm gia đình và mối quan hệ của mọi người trong gia đình, các bạn hãy đến với tủ sách đạo đức của thư viện nhà trường, cùng nhau tìm hiểu nội dung của cuốn sách Mái ấm gia đình và rút ra bài học cho bản thân, xứng đáng với công sinh thành, nuôi dưỡng và dạy bảo của ba mẹ nhé. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, sách là kho tàng tri thức vô cùng quý giá của nhân loại, là nguồn kiến thức vô tận mà không bao giờ cạn kiệt. Và chúng ta cũng biết rằng, mỗi trang sách sẽ cho ta mỗi điều hay. Vì thế, nếu mình được trở thành đại sứ văn hóa đọc, mình sẽ, thứ nhất, tìm đọc những cuốn sách mới, những câu chuyện hay, sau đó giới thiệu cho bạn bè cùng biết để tìm đọc. Thứ hai, dù các bạn thường xuyên đến thư viện để đọc sách. Thứ ba, tích cực tham gia ngày hội đọc sách do nhà trường tổ chức cũng như tham gia câu lạc bộ đọc sách. Thứ tư, tình nguyện làm cộng tác viên cùng cô thư viện giúp các bạn tìm sách đọc, sắp xếp
trưng bày, trang trí, làm đẹp thư viện để thu hút các bạn đến đọc sách. Thứ năm, tuyên truyền đến mọi người về ý nghĩa, giá trị của việc đọc sách để yêu thích đọc sách hơn. Thứ sáu, trường mình có điểm trường Á Rồng. Các bạn ở điểm trường này rất khó khăn, nên mình sẽ vận động mọi người quyên góp sách để ủng hộ các bạn tại điểm trường này. Các bạn thân mến, mình hy vọng rằng clip này sẽ lan tỏa đến mọi người.